nhìn trong lòng xây nên quen xưa nghiêng đồ gãy, nó đi nhưng còn đây muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người trai nợ xương máu không chờ. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của Nhật. Chiếc âm ly cỏ thôi nhưng mà nó rất đẹp. Mà nếu mà anh em nào chơi dòng này rồi sẽ biết đây là một cái dòng chất âm rất là đặc trưng của VN. Âm sắc rộng, bát tép lên soang soảng luôn. Đấy, đây là con A570. Lâu lâu trước thì có giới thiệu cho anh em con A780. Đây là A570. Đấy, đây là cái catalog của con này. Thực sự là lô này nó rất là ưng ý. Có những chiếc âm ly nó bình dân, nó rất là rẻ nhưng mà nó lại đẹp. Người ta giữ được cả những cái catalog cho mình. Đấy. Em này thiết kế thì nhìn rất là bắt mắt. Những cái phím này của nó nhìn rất là đẹp. Em đang cắm được AUX. Nó có các cái hệ khác nhau. Chất âm của chiếc này thì nó, em đã nói rồi, đặc trưng VN. Đó là tép bát lên rất nhiều. Đặc biệt là những cái dòng tản nhiệt xương cá kiểu này. Đây, tản nhiệt xương cá là cái tản nhiệt nó hình giống cái xương cá. Nó có một cái sống này, xong rồi các cái xương nhỏ nhỏ nó tán ra. Đấy, để làm gì ạ? Để nó làm tản nhiệt tốt hơn. Những cái lá nhôm này nó cách nhau một đoạn, xong nó làm để không khí nó chui vào những cái khe đấy, nó làm mát, còn công suất nó nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Và khi mà công suất mà đang chạy mà nó tản nhiệt tốt thì cái hiệu suất của cái âm ly nó sẽ đạt được ở mức tối đa nhất. Đây là chiếc âm ly của nội địa, điện 100V nhé các bác nhé. Rất đẹp. Lô này em về những chiếc âm ly nó rất là vừa tiền nhưng mà nó quá đẹp. 190W. Nếu cứ nói về công suất tiêu thụ thì em này nó còn hơn cả 7800 các bác nhá. Tiếng nó rất hay nhưng mà nó không có đồng hồ vu, do đó giá nó vẫn còn êm dịu. Em đang test nó với cặp loa cũng là của Nhật luôn, một cặp Sony 477 bass 30 của Nhật. Lại là một cặp loa cũng bình dân nhưng mà lại đẹp, mà lại còn được liên kề Siri. Có nhiều cặp mà vài trăm triệu mong muốn cái điều đấy thì lại không có. Em này âm ly cũng rẻ mà lại có cả catalog, hàng thì đẹp luôn. Tiếng rất hay. Anh em nào mà mới chơi mà muốn tìm những chiếc âm ly Nhật bình dân ấy thì em chia sẻ với các bác một vài cái dòng A570 em đang quay này, A780 này. Nhìn chung là những cái dòng mà có chữ A đầu ấy là những cái dòng mà của Pioneer nhá, em đang nhắc của Pioneer, những cái dòng có chữ A đầu ấy và SA đầu là cơ bản là những cái dòng tương đối bình dân mà tiếng hay. Thì dòng A là em kể cho các bác này, liệt kê cho các bác này, A thì có A570 này em đang quay này, rồi A780 này là nhỉnh hơn con này một chút này. Đấy, rồi A515V, A535 này, A616, A717, A717V. Rồi những dòng như A616 hình như lô này em cũng có. Em chỉ luôn, có thì em chỉ luôn cho anh em nhìn. Đây, A616 đây. Anh em nhìn nó có cái chữ, anh em gọi là chữ ký. Đấy. Rồi những cái dòng A120D chạy hai biến thế nguồn 300W, rất là gấu. Rồi A150D 350W cũng chạy hai biến thế nguồn. Đấy, có hồi gỗ. Toàn những con rất là chất. Dòng A004 thì nó ít được anh em chuộng hơn, nhưng mà anh em nào mà thích chất mộc mộc thì lại thích con A004 này.
Đây là một dòng dành cho anh em nghe kiểu chất âm mộc mộc, nghe những dòng loa tuần dài. Đấy. Xong kế đến là dòng SA, thì SA thì quá quen thuộc là 7800 Mark II, rồi 7600. Đấy. Là những con anh em nên chơi. Đấy, quay trở lại em này thì với công suất tiêu thụ 190W thì được xếp vào dòng là âm ly có công suất là tương đối rồi đấy. Tại vì bình thường những cái dòng như SA7900 nó có 130 thôi. Thì cái chất của con 7900 và con này nó xem nhau. Con này thì nó dày hơn. Dày hơn con 7900. Và em này nó ít bị đổi giá hơn so với con 7900. Hoặc là con 70, 2030 và 2050 nó cũng bị đổi nhiều. Đấy. Đấy. Em đang test với đây, cặp Sony 477. À đây để em giới thiệu thêm tí với em này. Em này sở hữu bass 30 nhá các bác nhá. Cặp loa này thì có series liền kề, còn rất là đẹp, gần zin hết. Và thiết kế của Sony thì nó cũng là một cái thiết kế mà đa phần anh em mang về Việt Nam anh em cũng rất là ưa chuộng, bởi vì nhìn nó khỏe khoắn. Cái gông của nó có thêm những cái tai để bắt ốc, nhìn nó rất là khỏe. Xong phần chân dưới nó lại kiểu vuông vuông, nhìn nó rất là đẹp. Bên hông thì vân gỗ, mặt thì là đen sần. Đấy. Cặp này series liền kề nha các bác nhé. Đây là phần lỗ thở, nó có cái xốp để nó vừa chống bụi luôn mà. Bóc cái này ra thì nó ở trong nó có cái lỗ để thoát hơi. Đấy. Đây là cái tinh chỉnh của loa tép. Đấy, tép lavalier đấy. Đấy. Lô này thì về nhiều nhưng mà em ưng, rất ưng những cái lô này. Nó ở những chiếc âm ly nó rất là vừa tiền nhưng mà vẫn là đảm bảo được cái độ đẹp và độ zin. Điện 100. Từ cái đằng sau nó vẫn đẹp, rộng, chân rắc, rất là luột.